Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh Tiểu Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Thì bên nhà em thì chuyên kẹo chì. Đấy, chợ kẹo chì giá rẻ, máy chung. Và hàng cao cấp. Đấy, những anh em mà xem video thì nhớ đăng ký kênh, like video, ủng hộ shop. Thì bên nhà em thì có tất cả mẫu kẹo từ 4.5 đến 6.35, hàng tiệp 9kg, hàng sáp Innova, hàng PCP có đầy đủ luôn cho anh em. Thì hàng thì quay thực tế luôn cho anh em là tiền nào của đấy. Có hàng rẻ và hàng đắt. Anh em muốn mua hàng gì thì anh em mua. Đấy, thì thứ nhất là em giới thiệu cho anh em sơ qua về hàng 4.5 tiệp. Loại 4.5 tiệp thì này là dùng cho tiệp 9kg. Tiệp 9kg nha anh em nhé. Có hàng ngắn và hàng dài, loại này là hàng tiệp rỗng. Đấy, hàng ngắn và hàng dài. Thì loại này thì dùng cho súng tiệp sáp từ 7kg đến 9kg, 12kg cũng dùng được. Đấy, hàng ngắn và hàng dài anh em nhé. Đấy, người ta hỏi hàng rỗng. Còn hàng đặc thì nó có hàng 4.5 PCP đặc. Đấy, thì hàng PCP thì nó lại khác. Còn hàng này thì không dùng được PCP, nó rất chi láng, nó nhẹ nên nó láng anh em nhé. Nó nhẹ lên nó láng nên nó dùng rất chi là khó. Đấy, chỉ dùng tiệp được thôi. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em hàng giá rẻ bên nhà em. Thì 5.5 PCP, loại này thì bao 5-60m bao test cho anh em. 5-60m ăn lắp C2. Loại này thì 350.000 em chưa bao cước vận chuyển. Cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Đấy, hàng này thì cực kỳ đỉnh luôn cho anh em rồi. Đấy, cái chất lượng kẹo thì em quay quảng cáo như nào gửi hàng cho anh em như vậy. Đều đẹp, chất lượng không viêng, cực kỳ ổn định luôn cho anh em. Đấy, có đẹp chất lượng, 10 viên nó như một. Đấy, còn tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho anh em là hàng váy dài bên nhà em. Hàng váy dài loại này thì bao tiết cho bác là 90m. Nhưng mà khi anh em phải hợp cành loại này thì dùng mới ổn định được. Tại vì loại này thì bắn cực kỳ êm. Đấy, nó hơi kén cành một tí nhưng mà bắn cực kỳ êm và chất lượng luôn cho anh em. Đấy, hàng ổn định, chuẩn chỉ anh em nhé. Hàng chất lượng chuẩn chỉ luôn cho anh em. Đấy, anh em nhìn thấy anh em biết hàng ổn, chất lượng cực kỳ ok. Loại này thì hơi kén cành một tí nhưng khi sử dụng được rồi rất chi là ok, ổn định luôn cho anh em hiểu chưa. Đấy, tiếp theo là giới thiệu cho anh em hàng cao cấp. Hàng cao cấp này thì là loại này thì bao test cho bác là 90m ăn lắp C2 và hơn 100m ăn cò. Loại này thì dùng rất chi là sướng êm, váy chung. Đấy, loại này thì bắn cực kỳ chuẩn luôn cho anh em. Đấy, anh em dùng loại này thì biết FX Egun. Loại này thì nhập nguyên từ Đài Loan về nên là đảm bảo cho hàng chuẩn, chất lượng luôn cho anh em. Đấy, nói chung là hàng bọn em quay như nào em gửi hàng cho anh em là như thế, cam kết đều đẹp không viêng, ổn định luôn cho anh em. Đấy, thì giới thiệu sơ qua cho anh em là như vậy. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nhớ tên nhà em là kẹo không kiểm không xem hàng, tin tưởng thì đặt hàng, không tin tưởng có thể đi số khác. Xin chào anh em.